tôi xin gửi lại điểm cộng cho mấy người trả lại 3 cho tôi được không? Đó là câu nói một nữ sinh Trung Quốc được cộng 20 điểm vào điểm thi đại học do có 3 là liệt sĩ hy sinh trong cứu hộ bão lũ. Khi biết thí sinh này được cộng 20 điểm, nhiều người lên án chính sách cộng điểm là mất công bằng, nhiều gia đình còn làm đơn thư kiện nữ sinh này vào cơ quan giáo dục Trung Quốc. Nữ sinh này uất đến khóc và nói những lời như trên. Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2023, với trường hợp được cộng 3 điểm thì 0,75 điểm là do sinh sống ở khu vực đặc biệt khó khăn. Còn 2 điểm là do thí sinh là người dân tộc thiểu số, công nhân sản xuất có thành tích cấp tỉnh, thương binh bệnh binh hoặc là con của những người anh hùng liệt sĩ, bị thương tật hơn 81%, nhiễm chất độc da cam, các chiến sĩ xuất ngũ ở những khu vực đặc biệt khó khăn. Với những con người như thế này, cộng điểm cho họ có gì là sai hay sao? Việc cộng điểm cũng thể hiện sự tri ân, ghi nhớ của xã hội đối với gia đình có những con người cống hiến bằng tính mạng cho Tổ quốc. Mà cứ năm nào, câu chuyện cộng điểm cũng lại khiến nhiều người khắc khe thế. Mình cũng từng thi đại học và có lẽ mình nghĩ rằng nhiều bạn trong đây cũng đã từng thi đại học. Liệu chấp phạt một vài điểm với những người thiệt thòi cả một cuộc đời có nên hay không? Ai trong chúng ta chẳng biết sự bất bình đẳng trong giáo dục giữa miền xuôi, miền núi, giữa đồng bằng, hải đảo, giữa những con người có đầy đủ cha mẹ với những con người phải thiệt thòi thiếu vắng. Quy chế năm nay còn một điểm chú ý nữa là số điểm cộng sẽ giảm dần. Nói ngắn gọn là điểm càng cao thì điểm cộng ưu tiên càng giảm. Ví dụ như thí sinh đạt 22,5 điểm trở lên được cộng 0,75 điểm, thí sinh đạt trên 27 điểm được cộng 0,3 điểm cộng, thí sinh 29 điểm chỉ còn 0,1 điểm cộng ưu tiên khu vực. Vậy nên, mình có thể khẳng định chắc chắn rằng không một thí sinh nào được cộng tới 3 điểm khi xét tuyển vào ngành khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội. Một phần nữa, các ngành IT của Bách khoa đang được rất nhiều thí sinh chú ý, được nói vui như là vui của mọi người. Trường cũng xét tuyển từ các học sinh giỏi quốc gia, từ kỳ thi đánh giá năng lực kết hợp phỏng vấn, từ các chứng chỉ quốc tế. Nên số nguyện vọng trúng tuyển dành cho các trường hợp xét qua điểm thi tốt nghiệp sẽ giảm mạnh. Vậy nên, việc thủ khoa mà chật nguyện vọng vào ngày lấy điểm cao nhất thì có lẽ hơi buồn, nhưng cũng không nên bất ngờ. Thêm nữa là khối A00 của Đại học Bách khoa lại ưu tiên hệ số cao của điểm toán. Và những điều nói ở trên đều đã có hết ở quy chế thi. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác có lẽ sẽ mở ra. Cơ hội sẽ luôn đến với những người con tài giỏi. Mong rằng cứ đến mỗi mùa thi, chúng ta không còn phải dân gian bàn tán về chuyện bất công, thiếu bình đẳng ở việc cộng điểm nữa. Làm gì có đứa trẻ nào mong muốn ba mẹ mất đi để được cộng điểm đâu.